À, như vậy thì ở trong này thầy sẽ ví dụ cho các bạn đối với lại bài lab của mình. Và lab của thầy thì nó có khác so với lại cái lab bình thường. Lý do là với những cái lab mà đã cho theo trên LMS thì nó hơi đơn giản. Cho nên là thầy muốn các bạn là sẽ học được nhiều hơn, làm được nhiều hơn. Cho nên là thầy có điều chỉnh về cái lab chút xíu. Và những cái điều chỉnh của thầy thì đa số là thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn làm. Cho nên là không có gì mà phải khó cả. Quan trọng là các bạn chịu theo thôi. Như vậy đối với lại bài lab 1, bài 2 của mình thì thầy sẽ cần các bạn nhập nhiều hơn ở phần này. Và để tạo được một cái chỗ lưu bài cho nó đúng chuẩn. Thầy gọi là đúng chuẩn. Tại vì sao phải đúng chuẩn? Sau này các bạn làm, các bạn nói là em lưu bất kỳ kiểu gì nó cũng chạy được và nó còn làm hay hơn cái bài của thầy thì cần gì phải đúng chuẩn. Nhưng mà không, các bạn làm không phải là làm một mình. Sau này các bạn có thể là các bạn làm teamwork, mà đôi khi cái team của các bạn á, các bạn còn không biết cái người cùng team của mình là ai luôn. Ví dụ như các bạn làm outsource, tức là một cái project của nước ngoài người ta gửi về cho công ty của các bạn làm và các bạn làm một phần nhỏ trong cái project đó thôi, mà nếu các bạn làm không đúng chuẩn thì những cái team khác người ta không có merge code được, tức là hai bên nó không có giống nhau về những cái cấu trúc lưu, còn đoạn code bên trong là mỗi người tự viết rồi. Cho nên đối với là môn học này là môn học đầu tiên để các bạn tiếp cận lập trình thì thầy cần các bạn lưu cho thầy một cái quy chuẩn. Và quy chuẩn của thầy thì nó không phải là tối ưu nhất, nhưng mà đó là cách của một cái project owner người ta quy định. Ví dụ thầy là người chủ cái project này, thầy cần các bạn lưu đúng chuẩn đó của thầy chứ không phải là chuẩn của tất cả mọi người. Cho nên các bạn đừng có ý kiến là à thầy ghi cái này nó không hay, ghi cái này nó không tốt. Nếu như các bạn có giải pháp tốt hơn thì các bạn sẽ cho thầy ý kiến. Còn nếu không có giải pháp, không ý kiến. Được không? Mình sẽ tạo một cái project mới giúp thầy. New. Nếu bạn nào chưa tạo giống thì tạo lại. Project. Chọn Control. Chọn C. Nếu bạn mở lên mà nó vẫn là C cộng thì bạn nhấn thêm chỗ này. Thiết lập nó là mặc định default. Được không? Rồi, cái project của mình thì các bạn sẽ copy cái thư mục mà chúng ta tạo trước đây. Cái thư mục của thầy sẽ lưu ở trong FPT Polytechnic. Thư mục này là chúng ta đã tạo ở môn IT 101 rồi. Bên trong các bạn tạo giúp cho thầy COM 108, số thứ tự, mã số sinh viên, ba số cuối, tên, không dấu. Hôm trước các bạn tạo có dấu. Được không? Và mình lấy cái thông tin này vô đây project, các bạn bỏ vô chấm lab 1. Được không? Chỗ này khó hay dễ? Dễ. Xác định là dễ nha. Mình chỉ gõ đúng đúng chuẩn thôi. Com 108, số thứ tự, mã số sinh viên, ba số cuối, tên không dấu. Lab 1. Rồi các bạn copy cái này lại giúp thầy. Ok. Mình tìm đến vị trí lưu. Vị trí lưu của mình hôm trước mình đã quy định là ở trong cái thư mục Polytechnic. Com 108, thầy mới nói lúc nãy là thư mục mình tạo. Và các bạn hay bị một cái vấn đề là các bạn tạo nhiều project chung một folder. Cho nên lúc các bạn biên dịch nó bị lỗi cái file dịch đó. Thì để tránh trường hợp lỗi đó, các bạn new cho thầy một folder mới và dán cái thông tin này vào. Dán thông tin này vào. Như vậy thì tất cả các bài lab 1 của mình nó sẽ chứa bên trong thư mục này. Chọn lưu. Chọn lưu. Và đến đây thì cái file đầu tiên nó tạo ra cho mình, nó để là main.c ha. Các bạn
bấm Ctrl S lưu lại thì nó hỏi là lưu cái tên gì, thì mình nên lưu với cái tên lab 1. Nếu mà lab 2 thì mình lưu là lab 2, lab 3 thì mình lưu là lab 3. Như vậy mình đã có cấu trúc của mình là thư mục đầu tiên là FPT Polytechnic, thư mục thứ hai là COM 108 số thứ tự 123. Cái này bỏ đi. Đây, thư mục của mình mới vừa tạo. Thư mục của mình mới vừa tạo dùng để lưu lab 1. Bên trong này mình có một cái project COM 108 số thứ tự mã số sinh viên tên lab 1. Và chính cái thông tin này nó cũng giúp cho mình quản trị được cái bài làm của mình, không nhầm lẫn với bất kỳ một cái lab nào khác. Được không nào? Đến đây kịp không? Bị chỗ nào? Có chỗ nào khó khăn? Sau khi mà mình có được cái project ở đây rồi, thì ở trong này có thể chúng ta sẽ dùng lệnh print. FPT FPT Polytechnic, và mình sẽ chạy thử xem nó có lỗi hay không. F9, ok, F10 đã chạy được. Và tiếp theo chúng ta sẽ làm bài 2. Chú ý giùm thầy, phần cấu trúc hàm các bạn chưa học, nhưng cứ thấy thầy gõ gì, gõ lại đó là được. Cho nên các bạn đừng có nói chỗ này khó. Nghe, không khó. Cứ làm lại thôi. Thầy chưa yêu cầu các bạn hiểu. Được chưa? Chỗ này các bạn sẽ gõ giùm cho thầy là in bài 2, mở ngoặc tròn, lui ra phía sau, mở ngoặc nhọn, enter. Được không? Làm vậy được không? Gõ vậy khó không? Quá dễ. Ok. Trong bài 2 này chúng ta sẽ có yêu cầu gì? Thì các bạn mở cái đề quật ra giúp thầy. Bài 2 yêu cầu. Các bạn sẽ có thể copy. Ở chỗ này là tạo project có tên. Cái này là cũ rồi. Cái này là trước đây. Nhưng mà bây giờ cứ theo cái video mà thầy quay nè. Các bạn làm theo giúp thầy. Và các bạn sẽ copy cái này. Copy cái này. Ctrl C. Vào đây. Ctrl V. Thì khi mà các bạn copy vào như vậy đó, thì nó bị lỗi tiếng Việt, kệ nó. Mình đừng quan tâm. Tất nhiên cái đoạn này nó sẽ làm cho chương trình mình chạy bị lỗi nè. Bởi vì nó là test mà. Nó đâu có lệnh đâu. Chọn hết cái này giúp thầy. Nhấn Ctrl xuyệt sắt. Ctrl xuyệt sắt. Nó biến tất cả những nội dung mà mình mới chép vào thành gì? À đúng rồi. Thành comment hoặc là chú thích. Và bây giờ chúng ta nhìn vào đây để chúng ta viết. Rất dễ. Nó có sẵn ở đây nè. Mình nhìn mình viết cực kỳ dễ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ có thứ nhất là nhập một mã số sinh viên. Trước tiên là mình nhập mã số sinh viên đã ha. Như vậy thì mình sẽ có 3 phần. 3 phần. Thứ nhất là mã số sinh viên này sau khi nhập chứa ở đâu. Vậy mình phải khai báo biển. Khai báo biển. Mã số sinh viên theo các bạn kiểu dữ liệu là gì? À, chuỗi. Vậy thì nó là character. Gì nữa không nào? À, ok. Rồi. Ngoặc vuông character 100. Rồi, gì nữa nào? Mình lưu là mã số sinh viên chấm phẩy. Được không? Được không nào? Đó là khai báo biến. Rồi bây giờ xuyệt xuyệt nhập
Mình muốn nhập được thì trước tiên mình phải thông báo cho người ta biết rằng là bạn muốn nhập cái gì. Chứ nếu mình không có câu thông báo vẫn được, nhưng sao? Chương trình nó chạy lên mà mình không biết đang làm gì. Nó không có hướng dẫn, nó không có cái câu dẫn, thì mình không biết là đang muốn nhập cái gì. Nhập mã số sinh viên, nhập tên hay là nhập điểm. Rồi, chỗ này mình sẽ đưa ra cho người ta một câu thông báo. Ring. Ring app. Thông báo cho người ta. Nhập mã số sinh viên 2 chấm cách ra. Chấm phẩy xuống. Lệnh này chỉ mới là thông báo thôi. Thông báo. Bây giờ mới bắt đầu nhập nè. Mình sẽ sử dụng lệnh gì ta? À, scan app, các bạn giỏi quá. Như vậy lệnh scan app thì nó sẽ có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là định kiểu dữ liệu. Định dạng kiểu dữ liệu. Kiểu dữ liệu của mình đây là chuỗi thì nó là phần trăm. S là string, đúng rồi. Phẩy. Chỗ này chú ý ha. Mã số sinh viên cứ chạy đi, tí nữa được thì tốt, mà không được lỗi thì mình sẽ fix tiếp chỗ này. Dấu và đúng không? Rồi cứ thử đi rồi tính tiếp. Bây giờ đến xuất nè. Xuất ha. Và chúng ta sẽ xuất thì chúng ta lại dùng lệnh print. Print. Print ở đây nó sẽ có là họ và tên hai chấm cách ra phần trăm s phẩy mã số sinh viên. Mã số sinh viên. Được chưa? Khai báo biến. Nhập xuất. Rồi. Như vậy, nếu như mà mình đã viết code xong như vậy thì nó chạy được chưa? Chạy được chưa? Cái này mình không cần, mình bỏ đi cho nó gọn. Chỗ này, khi mà vào chương trình thì nó sẽ chạy cái hàm main đầu tiên. Chạy hàm main đầu tiên. Main xuống đây thông báo kết thúc. Vậy bài 2 của mình chưa được gọi. Mà chưa gọi thì nó không có chạy bài 2. Vậy làm sao để cho nó chạy? À, lên hàm main. Mình sẽ gọi bài 2 vào đây. Các bạn rất giỏi. Rồi bây giờ mình sẽ biên dịch thử ha. Mã số sinh viên. Đây, vấn đề của chúng ta. Mã số sinh viên. Hả? Mình mới khai báo biến thôi. Cha, mã số sinh viên. Ok. Đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông. Ở sau. Các bạn cứ phát triển đi ha. Tí nữa thầy giải thích cho các bạn. F9. Thêm số 100 vào đây. Giỏi quá. Như vậy có nghĩa là gì? Chỗ này có ý nghĩa gì? Cha là một ký tự. Cha là một ký tự. Mã số sinh viên có 100 ký tự như vậy. Mà mã số sinh viên gì đến 100 dữ vậy? Đây là kiểu dữ liệu. Cho nên khi mà các bạn khai báo ở chỗ này 100, thầy vẫn để các bạn ghi 100. Nhưng các bạn chú ý lại chỗ này giúp thầy nè. Một ký tự của mình thì thường nó là một byte. Một byte. Mà một sinh viên, bình thường mã số sinh viên của các bạn là mấy ký tự? 7 ký tự. Hoặc có nhiều trường mã số sinh viên là 10 ký tự. Có nhiều trường là còn dài hơn. Nhưng mà thường
là mình làm vừa đủ thôi. Ví dụ của mình cho 7 ký tự thôi là được. Đối với trường khác, nếu như mà bạn viết cái ứng dụng này cho một đơn vị khác thì mình xem thử là người ta dữ liệu là bao nhiêu. Tại vì 7 và 100 là nó chênh là 93 ký tự, 93 nhân 1 byte và nhân cho 60.000 sinh viên của Poly. Thì các bạn thấy một con số rất lớn. Một sinh viên thì không thấy lớn, nhưng mà cả hàng triệu sinh viên cực kỳ lớn. Đó gọi là kiểu dữ liệu. Kịp về cái kiểu dữ liệu không? Kiểu dữ liệu. Rồi bây giờ chúng ta chạy được rồi đó. Bây giờ chúng ta thử chạy coi nó ra cái gì. Chạy. Epoly Polytechnic dính liền nhập mã số sinh viên. Có lẽ như không hay lắm. Bây giờ mình sửa chỗ này trước rồi làm tiếp. Vậy thì mình xuống dòng. Chú ý giùm thầy nè, mình phải control được chỗ này. Nó viết liền luôn là FPT Polytechnic, xong nó viết cái câu nhập mã số sinh viên. Thì bạn có thể xuống dòng ở đây. À, CN. Hoặc bạn xuống dòng phía trước này. Nhưng mà thường người ta xuống dòng ở câu trên, ít khi người ta xuống dòng câu dưới. Ok, chạy lại. F11 luôn nhé. Nhập mã số sinh viên BS19203. Enter. Họ và tên sai rồi, phải số sinh viên chứ. Câu dẫn của thầy bị sai. Ok, như vậy chỗ này thầy sẽ đổi lại chỗ này. Phần xuất thầy bị nhầm mã số sinh viên. Chạy lại. Mã số sinh viên BS19203. Enter. Mã số sinh viên 2 chấm. Được chưa? Ok. Như vậy mình tiếp tục mình làm cho gì nào? Đây. Cần họ và tên. Như vậy mình khai báo biến chỗ này. Charter. Họ. Tên. Chú ý chỗ này. Hết sức chú ý chỗ này. Họ tên trăm đủ không ta? À, cho thầy một cái tên. Các bạn đoán giúp thầy tên này bao nhiêu ký tự? À, ok. Dạ, tên này có thật các bạn. Công Tằng Tôn Nữ là họ cha, Nguyễn là họ mẹ, Thị là con gái, Mộng là tên lốt, và tên của cô này Thúy Mùi. Đúng không? À, như vậy thì trăm là dư. Ok. Rồi, chấp nhận được ha. Mình đã có họ và tên. Vậy chỗ này nhập. Copy cái này. Enter xuống đấy. Đổi cái gì nào? Chỗ này họ và à, còn tí xíu nữa các bạn chú ý giùm chỗ này cho thầy. Chỗ này là họ tên. Thầy đặt chỗ này các bạn có chú ý không? Gì nào? À, tại sao? Thứ nhất, các bạn chú ý giùm thầy chỗ này nha. Họ tên. Họ tên. Họ tên. Cái nào dễ đọc hơn? À, cái đầu tiên ha. Bởi vì cái này thì cái nào cũng dễ đọc cả, bởi vì nó là họ tên. Bây giờ các bạn đọc giúp cho thầy chữ này. Có bạn nào đọc khác không? Ừ. Nói gì nữa? Cô Ngân. Mình đọc vô cái là có 3 nội dung. Mình không biết là đang muốn ghi cái gì. Nếu như các bạn ghi là có vẻ như dễ hiểu đúng không? Ví dụ mình ghi đúng không nào? Đấy, như vậy thì các bạn thấy là chỉ là tên biến thôi. Nhưng mà cái quy chuẩn để mình đặt tên
nó cũng khá là quan trọng. Mặc dù bạn đặt cỡ gì nó cũng chạy hết á. Và một cái nữa là khi các bạn đặt tên biến, mình không viết hoa ký tự đầu tiên. Tên biến, người ta thường quy định rằng ký tự đầu tiên là viết thường. Tên hàm, đây, hàm đây. Đây là hàm. Ký tự đầu tiên là viết hoa. Phân biệt giúp cho thầy chỗ này. Kịp không? Rồi, tiếp. Họ và tên. Mình copy xuống. Họ và tên. Chỗ này họ tên. Có bạn hỏi, tại sao không có dấu và? Riêng kiểu dữ liệu là chuỗi này, chúng ta không cần dấu và. Kiểu dữ liệu là số thì phải có dấu và. Chú ý giùm nha. Cứ cập nhật từ từ thôi. Tí nữa sai thì sửa. Không có gì hết. Rồi tiếp nào. Bây giờ xuất. Copy cái này ra. Mình làm nhập riêng, xuất riêng. Nhìn cho nó dễ nhìn. Được không? Và code của các bạn cố gắng thẳng theo chiều đứng giúp thầy. Cách nhau là dấu tab. Chỗ này họ và tên. Họ và tên phần trăm F. Chỗ này các bạn gõ chữ H. Control Space. Dụ gì đây ta? Nó gợi ý cho mình. Họ tên. Hoặc các bạn gõ cũng được. Hoặc là các bạn Control Space cho nó. Gợi ý cho mình cũng được. Xuất họ và tên. Chạy lại. Theo các bạn, có cái gì mà mình cần sửa ở đây không? Chưa chạy. Sẽ có vấn đề gì cần sửa không? Hay quá. Tí nữa nhắc cho thầy điểm cộng. Xuống hàng ở dòng máy. À, hay quá các bạn. Mã số sinh viên BS123 đi cho nó nhanh. Họ tên, chú ý chỗ này giúp thầy. Mình ghi không có khoảng cách nha. Còn cái có khoảng cách thì mình tính sau. Tại vì có khoảng cách, nó sẽ hiểu rằng mình nhập nhiều biến cùng lúc. Cho nên tạm thời mình cứ nhập chữ bình thôi. Học cái gì cũng từ từ, đừng có vội. Enter. Mã số sinh viên BS123, họ và tên Bình. Bạn nói đúng chưa? Mình cần phải xuống dòng ở dòng số mấy đây? 34. Cuối phía sau phần trăm S nhé. Tức là nó phải xuất được mã số sinh viên. Thì lúc này mình mới xuyệt N. Được không? Kịp không nào? Bây giờ đến gì nữa nào? Năm sinh, tuổi, điểm trung bình. Bây giờ tiếp tục mình sẽ là năm sinh. Năm sinh thôi. Không phải là ngày tháng năm. Kiểu gì? Number. Ok. Chúng ta sẽ dùng kiểu in. Năm sinh. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ dùng cái chữ S là viết hoa. Còn lại năm viết thường. Để cho nó dễ đọc. Được chưa nào? Năm sinh. Và ở đây chúng ta lại ken năm sinh. Năm sinh. Nếu các bạn ken năm sinh xong thì ở phía dưới mình sẽ đưa vô là năm sinh vào. Dưới đây chúng ta sẽ đưa phần trăm gì ta? Phần trăm D. Hay quá. Và ở đây chúng ta sẽ và năm sinh. Và năm sinh.
Ở đây chúng ta sẽ xịt N và xuất ra năm sinh, phần trăm D, chỗ này năm sinh, được không? Chạy BS1A3 họ tên Bình, năm sinh 2000, enter. Dễ không ta? Thấy dễ quá ha. Học lập trình sao thấy dễ quá. Tiếp tục. Ngoài cái năm sinh này ra, thì chúng ta sẽ xuất tiếp cái gì nữa nào? Xuất tiếp gì nữa? D yêu cầu gì? Tuổi, phần trăm D. Và chỗ này chúng ta sẽ đưa vô đây một phép tính. Năm sinh hiện tại 2023, năm hiện tại trừ cho năm sinh thì nó ra tuổi. Và tuổi kết quả của chúng ta cũng là kiểu số nguyên, cho nên cũng phần trăm D. Kịp không? Kịp. Thầy dạy sao dễ quá. Tí nữa em làm em mới thấy khó. Tên Bình, năm sinh 2003, enter, 20 tuổi. Dễ quá ta. Dễ không? Dễ. Còn gì nữa nào? Điểm trung bình. Rồi làm luôn. À, điểm trung bình. Điểm trung bình kiểu dữ liệu là gì? À, số. Số thực. Đúng rồi. Gõ là? Ok, plot. Điểm trung bình chấm phẩy. Điểm trung bình kiểu số thực ha, chưa có học kiểu gì hết trơn á, nhưng mà thầy cứ gợi ý trước cho các bạn. Rồi đây mình sẽ có vô đây điểm trung bình phần trăm gì nhỉ? F, đúng rồi, plot. Điểm trung bình, các bạn giỏi quá. Tiếp tục nào. Ở đây chúng ta sẽ có điểm trung bình phần trăm F ha, chú ý chỗ này tí xíu. Chỗ này chúng ta sẽ có điểm trung bình, được chưa? Chạy mã số sinh viên BS1A3, tên Bình, năm 2005, điểm trung bình 8.5, enter. Chút xíu chỗ này có vấn đề thôi, nhưng mà thôi kệ, không đáng kể, từ từ tính, được không? Xong bài 2 chưa? Nếu như mà mình muốn nó hiện 8.5 thôi thì làm sao? À, giỏi quá. Chấm 1F. Chạy lại. BS123, tên Bình, năm sinh 2003, enter. 7.25, 7.3. Nó lấy một số thập phân ở phía sau, 25 làm tròn thành 3. Giỏi quá ta. Lớp mình có rất nhiều sinh viên giỏi, và tất cả các bạn đều giỏi.